Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Phú Trọng muốn làm thêm khóa nữa. Ngày 26 tháng 4 năm 2020, trên các phương tiện truyền thông nhà nước đều đăng tải toàn văn bài viết một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng thời là trưởng tiểu ban nhân sự gây sự chú ý trong dư luận trong và ngoài Đảng. Một trong những nhiệm vụ của công tác nhân sự kỳ này không để lọt vào Trung ương, Bộ Chính trị khóa 13 những kẻ vi phạm giấu mình chưa bị kỷ luật, những kẻ cơ hội chính trị dưới nhiều hình thức, biểu hiện là rất nặng nề. Một đít chín ghế, câu chuyện chỉ có ở Việt Nam. Ngày 18 tháng 5 vừa qua, trang Tuổi Trẻ loan tải việc một ông Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu ký quyết định công nhận Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng là Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long. Câu chuyện trở nên thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Nghe qua người ta tưởng rằng đó là chuyện đùa, chuyện câu view. Trong thời kỳ giam lỏng bởi dịch virus Vũ Hán, nhưng kiểm chứng của nguồn tin thì đây không phải fake news mà là sự thật đau lòng. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết ông khá bất ngờ khi nghe chuyện này. Phó giáo sư kiêm tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ thì nội vụ chưa bao giờ có tiền lệ. Bà tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thị Kim Phụng, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng đây là chuyện khó khả thi. Sau cùng, nhân vật mà mọi người trông đợi nhất, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phản ứng một cách yếu ớt như mọi khi rằng Chủ tịch tỉnh kiêm hiệu trưởng chỉ nên là giải pháp tình thế. Riêng về phản ứng của nhà trường thì lại càng khó hiểu hơn. Theo thông báo thì Trường Đại học Hạ Long do tỉnh Quảng Ninh mới thành lập 2014 nên đội ngũ cán bộ còn rất mỏng, rất cần một hiệu trưởng có uy tín để lãnh đạo nhà trường. Lãnh đạo tỉnh muốn xây dựng trường trở thành trung tâm phát triển nhân lực chất lượng cao nên mới cử lãnh đạo tỉnh về làm. Thế thì thử hỏi, đã có trường hợp nào mà trường mới lập phải thỉnh một người ngoài ngành về để đối phó với nhu cầu phát triển chưa? Điều khôi hài thứ nhất là ông phó lại đi ký giấy bổ nhiệm cho ông trưởng, mặc dù quyết định chỉ ghi là công nhận chứ không phải bổ nhiệm, nhưng ý nghĩa của nó cũng như nhau. Cũng cần nói thêm là ông Thắng vốn chỉ là phó bí thư nhưng lại là ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương, nghĩa là có giá hơn cả bí thư. Vậy mà cũng phải để cho anh phó chủ tịch ủy ban nhân dân bổ nhiệm. Điều khôi hài thứ hai trong quan trọng hơn cả đó là nó sai luật. Theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc để cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng là trái với Điều 20 của Luật Giáo dục Đại học 2018. Điều 20 có quy định về tiêu chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học là người có uy tín, khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học. Hiệu trưởng sẽ quản lý các vấn đề liên quan đến trường đại học với khối lượng công việc rất lớn. Quản lý nhà nước là công việc rất khác với quản lý nhà trường đại học. Một người làm quản lý nhà nước về giáo dục cho về làm hiệu trưởng một trường đại học cũng chưa chắc đã làm được, nói gì đến một người làm công tác quản lý nhà nước về làm hiệu trưởng của một trường. Ông Thắng có bằng tiến sĩ về tài chính tiền tệ, ông có thể giỏi về chuyên ngành của ông, nhưng quản lý một cơ sở giáo dục lại là một lĩnh vực khác. Đó là chưa kể trong vòng 40 ngành học của Đại học Hạ Long không có ngành nào liên quan đến tài chính tiền tệ. Điều khôi hài thứ ba ở chỗ ông Thắng dù có bằng tiến sĩ nhưng trong lý lịch lại chưa hề đi dạy, và theo ý kiến nhiều người thì điều đó không ổn. Hiệu trưởng một trường, nhất là một trường đại học thì nên là một giảng viên, một giáo sư, cũng như giám đốc bệnh viện nên là một bác sĩ, giám đốc của một cơ xưởng thì nên là một kỹ sư. Vì cho dù chung quanh những vị này còn có nhiều cố vấn, nhưng khi các cố vấn không tìm ra được tiếng nói chung thì người đứng đầu phải có khả năng quyết định, và dĩ nhiên để làm được việc này phải là người trong ngành. Nhiều người còn nhớ tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã bác đề nghị cho giáo sư Trương Nguyễn Thành, một Việt kiều Mỹ nổi tiếng với danh hiệu giáo sư quần đùi, làm hiệu trưởng Đại học Hoa Sen vì ông chưa đủ 5 năm trong công tác quản lý cấp khoa phòng
của cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam. Cho dù trước đó ông đã từng giữ chức vụ hiệu trưởng, hiệu phó Đại học Văn Lang, hiệu phó Đại học Hoa Sen và đã từng là viện trưởng khoa học của Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán thuộc Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu so sánh về chuyên môn thì ông Thắng còn kém xa ông giáo sư Quần Đùi. Về giáo dục lẫn quản lý, vậy mà vẫn nghiễm nhiên nắm chức hiệu trưởng như không có chuyện gì xảy ra. Điều khôi hài thứ tư là ngoài chức chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, ông Thắng còn đảm nhiệm 7 chức vụ khác là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đại biểu Quốc hội khóa 14, phó bí thư tỉnh ủy, bí thư Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, trưởng ban hỗ trợ và xúc tiến đầu tư, trưởng ban an toàn giao thông của tỉnh. Bây giờ làm hiệu trưởng của một đại học gồm 3 ngành học, 40 bộ môn và gần 6.000 sinh viên. Không hiểu ông ta đào đâu ra thời gian để hoàn tất ngần ấy công việc. Thầy giáo Nguyễn Trọng Bình đã chia sẻ trên trang giáo dục điện tử rằng ông Thắng phải có phép thần thông cỡ như Tôn Ngộ Không mới có thể phân thân để cùng lúc hoàn thành tốt tất cả 9 chức vụ mà ông đảm trách. Thời gian qua không phải chúng ta đã có quá nhiều bài học xương máu liên quan đến các vấn đề này hay sao? Nhãn Tiền là cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Tư lệnh Hải quân vừa bị Tòa án quân sự tuyên 4 năm tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do phải cùng lúc kiêm nhiệm quá nhiều công việc. Không phải chính ông cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến mới đây đã khai tại tòa rằng vì chỉ được đào tạo về quân sự 9 năm nhưng chưa từng qua trường lớp quản lý kinh tế nào nên mới để xảy ra những sai phạm đó sao? Và sau cùng, trường Đại học Hạ Long là trường công lập do tỉnh Quảng Ninh quản lý. Ông Thắng vừa là chủ tịch tỉnh, vừa là phó bí thư tỉnh lại kiêm thêm chức hiệu trưởng trường thì ai sẽ kiểm tra giám sát quyền lực và việc thực thi nhiệm vụ của ông ta? Trong thời gian làm việc tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, bản thân tôi đã hai lần đã chứng kiến việc bầu bán hiệu trưởng. Vào những thời điểm ấy, các phòng ban bàn tán xôn xao về công tác nhân sự, nhưng khả năng tín nhiệm của ba vị hiệu phó cũng như các ứng viên tiềm tàng. Thế nên lý do mà Đại học Hạ Long đưa ra là nhu cầu phát triển nhân lực chất lượng cao nên mới cử lãnh đạo tỉnh về làm là cực kỳ vớ vẩn. Làm như 400-500 thầy cô và nhân viên trường không đào ra được một khuôn mặt khả năng điều hành không bằng. Vậy thì điều gì khiến chưa có tiền lệ này xảy ra? Nên nhớ trước đó hiệu trưởng của trường Đại học Hạ Long đã từng do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh bà Vũ Thị Thu Thủy kiêm nhiệm. Nay khi bà Thủy nghỉ hưu, lại cũng một viên chức của tỉnh xuống thay thế. Theo Tuổi Trẻ Online thì trước khi chị Thủy nghỉ hưu, Đảng ủy nhà trường đã thống nhất bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng làm hiệu trưởng. Cán bộ cốt cán của trường đều rất vui và phấn khởi với kết quả này. Một câu hỏi rất đáng được đặt ra là tại sao Đảng ủy nhà trường lại can thiệp vào chuyện bầu bán? Phải chăng Hội đồng trường Đại học Hạ Long đã phân hóa đến mức không bầu ra được một vị hiệu trưởng mới? Đó là chưa nói đến vai trò hoàn thành mờ nhạt của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Một đít chín ghế đúng là chuyện chỉ có ở thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương được Thanh niên Tuổi Trẻ Dân Trí và Vietnamnet trích lời cho hay nhân sự Trung ương Đảng khóa 13 sẽ có 3 độ tuổi, dưới 50 chiếm tỷ lệ 15-20%, từ 50 đến 60 tuổi chiếm trên dưới 70% và 61 tuổi trở lên sẽ chiếm dưới 10%. Số lượng ủy viên Trung ương khóa tới sẽ vẫn như khóa 12 là khoảng 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Tương tự, con số ủy viên Bộ Chính trị nhiều khả năng vẫn trong khoảng 17-19 ủy viên. Ban Bí thư từ 12-13 ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Nguyễn Hồng Diên cho biết. Tuy có các độ tuổi được đặt ra, song ông Diên nói rằng việc vận dụng độ tuổi với một số ủy viên Trung ương phải thật sự linh hoạt, dựa trên bài học rút ra từ công tác nhân sự Đại hội Đảng 12 cũng như từ các khóa trước. Nhà lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng được quan chức và ban tuyên giáo dẫn ra làm ví dụ nổi bật về trường hợp ngoại lệ mặc dù quá tuổi trong khóa 12 theo tường thuật của báo chí nhà nước. Đặc biệt là người đứng đầu Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trường hợp đặc biệt này là hạnh phúc của Đảng, dân tộc,
Phó trưởng ban tuyên giáo phát biểu theo trích dẫn Thanh niên Tuổi trẻ Dân trí và Vietnamnet. Tổng Bí thư là trung tâm đoàn kết của Ban chấp hành Trung ương để lãnh đạo tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quyết định nhiều vấn đề chỉ đạo điều hành đất nước, nên cả nước đã gặt hái được nhiều thành quả to lớn, quan chức tuyên giáo Nguyễn Hồng Diên khẳng định. Vẫn quan chức này nhấn mạnh rằng chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, rất cần những người lãnh đạo lão luyện về chính trị và có kinh nghiệm để chèo lái con thuyền đất nước vượt qua sóng gió nguy nan. Vị phó trưởng ban tuyên giáo lưu ý rằng trường hợp đặc biệt cần thiết tái cử trung ương khóa mới mà không nằm trong độ tuổi quy định sẽ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỹ lưỡng và trình để cho trung ương quyết định. Ông Nguyễn Hồng Diên cũng cho biết trước thềm đại hội có nhiều tài khoản mạng xã hội tung tin nói xấu đảng, chế độ, nói xấu lãnh đạo. Phản động nói xấu không vội lo, vì nói xấu mình thì mình đứng về phía nhân dân, họ khen mình chẳng hạn thì hết sức cảnh giác. Kẻ thù mà khen ta thì rõ ràng là ta đi ngược đường lối chủ trương, không bao giờ kẻ thù lại tốt với ta. Nhưng ta cũng phải thận trọng xem xét, nếu đúng thì cũng phải xem xét, không đúng thì phải có chính kiến rõ ràng. Không phải vì thông tin thất thiệt mà hoang mang chia rẽ, làm bất ổn trước đại hội, làm công tác nhân sự đại hội gặp khó khăn. Ngày 26 tháng 4 năm 2020, trên các phương tiện truyền thông nhà nước đều đăng tải toàn văn bài viết một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội 13 của Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng thời là trưởng ban tiểu ban nhân sự, gây sự chú ý trong dư luận trong và ngoài Đảng. Một trong những điểm cốt yếu xuyên suốt trong bài viết trên được nhấn mạnh trong công tác cán bộ của Đảng gắn liền với chế độ đối với Đại hội 13 được xác định là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển vững mạnh của đất nước. Các nhà lãnh đạo Cộng sản nhiều thế hệ luôn trăn trở điều này, nhất là từ Đại hội 12 đến nay. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từng trải lòng trong bài viết gần đây, công tác cán bộ làm không tốt thì tự ta lật đổ ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà ông là người đứng đầu kinh tế vĩ mô đã vượt qua thời kỳ bất ổn và tăng trưởng cao trong 4 năm của nhiệm kỳ. Các chỉ tiêu về phát triển xã hội cũng chuyển biến tích cực, đồng thời cải cách thể chế theo hướng củng cố tổ chức đảng, tập trung quyền lực và chống tham nhũng được đẩy mạnh. Tuy nhiên, trong công tác nhân sự của Đảng, sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống của một bộ phận cán bộ lãnh đạo đảng viên vẫn là nguy cơ hiện hữu. Trong bài viết chỉ ra, chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa 12 đến nay, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Một số cán bộ đã bị xử lý hình sự. Một chế độ kiểm soát quyền lực theo pháp luật cần được thiết lập bền vững thay cho các cơ quan quyền lực của Đảng. Một hình thức tương tự kiểu quân cơ hay đô ngự sử thời chế độ phong kiến tập quyền. Một trong những nhiệm vụ của công tác nhân sự này là không để lọt vào Bộ Chính trị Trung ương khóa 13 những kẻ vi phạm giấu mình, chưa bị kỷ luật, những kẻ cơ hội chính trị dưới nhiều hình thức biểu hiện là rất là nặng nề. Ngày 24 tháng 5, nhân dịp sinh nhật một lãnh đạo tòa tối cao, cán bộ tòa tối cao và tòa Hà Nam đã kéo nhau về vui chơi tại sân golf Kim Bảng. Ngoài dàn xe sang, còn có cả xe biển xanh 80 minh họa. Điều đáng nói là dự án sân golf 36 lỗ này và các công trình phụ trợ với tổng diện tích 200 hectare dù chưa được cấp phép xây dựng, nhưng dự án đã khởi công triển khai rầm rộ từ tháng 5 năm 2017. Để làm tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng 13, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần rút kinh nghiệm từ sự bất ổn thể chế trước và trong Đại hội 12. Hơn thế, ông còn nêu những bài học từ những năm đầu cách mạng tháng 10 Nga và sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết cũ và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, và cho rằng một trong nhiều nguyên nhân là lựa chọn bố trí sai một số cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, nhất là cấp cao nhất. Đây là vấn đề tranh luận tùy theo góc nhìn, bối cảnh và giai đoạn lịch sử. Căn cứ thực tế của nhận định trên là do chính sách cải cách và mở cửa ở Trung Quốc từ cuối những năm 1970 và tương tự là đường lối đổi mới ở Việt Nam từ những năm 1986 đến nay. Đảng Cộng sản đã tự điều chỉnh để
lợi dụng được lòng tham vốn là bản chất của tư bản chủ nghĩa, là nghĩa là từ các nguồn đầu tư trực tiếp, gián tiếp từ nước ngoài, tư bản mới đổ về Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc để tăng trưởng kinh tế. Chế độ toàn trị bởi Đảng Cộng sản bị cáo buộc bởi tình hình nhân quyền và dân chủ tồi tệ. Quan niệm rằng cùng chung ý thức hệ Cộng sản thúc đẩy Việt Nam và Trung Quốc gắn kết hơn tình hữu nghị 4 tốt 16 chữ vàng cùng với xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa đã và đang không còn phù hợp với thực tế thời đại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đại hội 13 của Đảng là một sự kiện chính trị rất quan trọng, sẽ là một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai bởi vì nó liên quan đến cương lĩnh xây dựng đất nước, chiến lược phát triển kinh tế xã hội và là dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Một cuộc cải cách thể chế chính trị có lẽ nên được đặt ra, trong đó việc thay đổi chiến lược phát triển đất nước, dân tộc trong bối cảnh như phân tích ở trên là nền tảng bền vững cho chế độ. Chỉ khi đó, việc nhân sự cho cả hệ thống chính trị sẽ mang ý nghĩa tương xứng với việc coi Đại hội 13 là dấu mốc lịch sử định hướng tương lai. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.